Rồi, hello tất cả anh em. Đây là anh trai ở tại Quảng Ngãi này. Hôm nay thì nói chung là ngày đầu năm. Thì anh trai gọi như là người không phải là đặt hàng đầu tiên nhưng mà là khách hàng bên Huy giao hàng đầu tiên nha. Thì anh cảm nhận thấy sao? Bộ này chất âm nó thế nào? Thì tâm này hơi cưng được tiếng cũng rõ. Tiếng được rõ ha. Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay là ngày mùng 8 Tết rồi. Thì đúng theo dự kiến thì hôm nay Huy sẽ từ Đắk Lắk lên Sài Gòn để kịp ngày mùng 10 khai trương mọi người. Nhưng mà do là đầu năm thì ngày mùng 10 bên Huy mới khai trương cơ. Nhưng mà hôm nay mới có ngày mùng 8 thôi mà bên Huy đã nhận tổng cộng là tới gần 30 đơn hàng. Thì trong đó có 8 bộ âm thanh. Thì trong chiều ngày hôm nay á, bên Huy sẽ phải thay đổi lịch trình. Tức là thay vì từ Đắk Lắk lên Sài Gòn thì bây giờ Huy sẽ trực tiếp là từ Đắk Lắk chạy qua Quảng Ngãi để sáng ngày mai sẽ kịp bàn giao một cấu hình dàn Lairay XP Pro cho anh trai tại Quảng Ngãi ha. Đầu năm chưa mở cửa khai trương nhưng mà khách hàng đã ủng hộ rất là nhiều rồi. Rồi và bây giờ thì xin mời tất cả anh em cùng theo chân Huy đi ra tới Quảng Ngãi để bàn giao cấu hình dàn Lairay XP Pro cho anh trai ở tại Quảng Ngãi nha. Rồi xin mời tất cả anh em. Hello tất cả anh em, bây giờ là 0:24 thì hiện tại bên Huy đã tới hầm Cù Mông rồi mọi người. Bây giờ là anh em đang dừng nghỉ, một lát nữa sẽ xuất phát lên đường tiếp nha. Còn khoảng 200 km nữa là sẽ tới nhà anh khách. Bây giờ là 6:30 sáng và hiện tại đội ngũ bên Huy đã có mặt ở tại Quảng Ngãi rồi. Hiện tại thì bên Huy cũng vừa mới tới nhà khách luôn. Bây giờ là bắt đầu xuống hàng rồi, Huy sẽ lắp đặt cấu hình này. Rồi lát nữa Huy sẽ review cấu hình chi tiết để gửi tới anh em nha. Và đây là một cấu hình âm thanh mới, cấu hình 3-way. Cấu hình này thì là một cấu hình mới. Mẫu Lairay XP Pro thì bên Huy cũng đã giới thiệu, cũng đã demo rất là nhiều. Và trong clip ngày hôm nay là cấu hình đầu tiên của năm 2024 đi bàn giao cho khách. Cấu hình chúng ta sẽ bao gồm là một cặp súp hầm kép 50 XP Pro. Mẫu này thì rất là lực anh em. Một cặp Mic Low 40 từ neo nha. Và hai cặp Lairay 30 XP Pro đó. Một cặp súp đôi, một cặp Mic Low và hai cặp Lairay. Bộ này nói chung là đánh 600 khách là nhẹ nhàng luôn anh em. Đó, và đây thì Huy trang bị cho anh khách là một cặp monitor 30 XP Pro nữa. Cấu hình loa lên thì anh em thấy rất là chất đúng không? Đẹp. Lát nữa thì Huy sẽ test thử âm thanh cho tất cả anh em chúng ta xem. Nói chung là với cấu hình Lairay XP này thì bên Huy đã giới thiệu và đã test rất là nhiều rồi. Và cũng đã có một cái buổi demo thực tế nhé. Đánh rất là chất mọi người. Hôm nay á, có một điều đặc biệt lắm. Đó là cái điện ở đây á, điện ở đây là mở dàn máy không lên luôn nha anh em. Đây anh em nhìn quản lý nguồn này. Vừa rồi Huy mở lên có hơn 40V thôi nha, hơn 40V thôi. Và bây giờ là cái màn hình của cái quản lý nguồn là treo luôn rồi, không có chạy nha. Và điện ở trong nhà là mở không lên mọi người, bóng led mở không lên luôn. Cấu hình dàn máy ha, mixer này, vang số Wonderfuel S12 Blue này, micro Wonderfuel VKF2500 này. Quản lý nguồn thì nói chung là giờ điện quá yếu mọi người, không lên được luôn. Và combo đẩy TD, Cora, TD12000 và TD16000. Cho anh em xem điện nha. Điện đây 46V. Nói chung là với cấu hình loa này á, anh em chúng ta làm đám khoảng tầm 600 khách là nhẹ nhàng lắm mọi người. Âm thanh rất là hay. Rồi đợi một lát nữa thì bên Huy sẽ củng cố lại cái điện và sau đó sẽ test thử nha. Và cũng chưa biết là cái điện này có thể test được hết công suất hay không. Tại vì là hiện tại đến bây giờ lắp đặt xong rồi, đợi khoảng gần 1 tiếng rồi mọi người mà điện không lên được luôn nha. Vô nhà anh khách là bật thử bóng led như vừa rồi anh em theo dõi là điện không có lên luôn. Bóng không sáng nha. Rồi hệ thống điện đã được khắc phục nha anh em. Điện đã lên rồi anh em này. Đó. Bây giờ bắt đầu tuần tín hiệu và setup nha. Sáng nay đến rất là sớm.
4 giờ sáng bên Huy tới rồi và đợi 6 giờ vô giờ đến 7 giờ hơn rồi, 7 giờ hơn mới điện mới hoàn thành, mới hoàn chỉnh. Bây giờ bắt đầu tun tín hiệu rồi test thử nha. Rồi bây giờ bắt đầu test thử nha anh em. Hiện tại anh em đang được theo dõi chất âm của cấu hình Lyre XP Pro 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chương trình này là nhiều tiếng tùy vượt, ít tiếng echo ha. Rồi bây giờ kỹ thuật chuyển qua chương trình nhiều echo đi. 4, 5, 6. Chương trình này là nhiều tiếng echo hơn này. Rồi chuyển qua MC 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó thì những cái cấu hình âm thanh đi làm show đám cưới á, thì khi bên Huy bàn giao á thì Huy sẽ setup sẵn cho anh em nha. Sẽ làm sẵn chương trình luôn, thì anh em ta đi chỉ cần là bấm bót thôi, nó tự động nó loát chương trình qua, rất là dễ làm luôn, không cần phải can thiệp về cái hệ thống phần mềm. Rất là dễ mọi người, cực kỳ dễ sử dụng luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếng mic, mic có cái mic lâu thì tiếng mic nó lực nha, lực rất là ấm. 4, 5, 6, 7. Đó, chuyển qua mod số 1 đi. 4, 4. Đây là cái mod chương trình mặc định mọi người, nhiều tiếng tùy vượt, ít tiếng echo nha. 4, 5, 6. Làm show đám cưới rất ok luôn mọi người. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Chiều trên sân ga, tiếng ước nguyện chuyển qua ngàn la. Giấc mơ đời ta, theo chuyến xe ta trong nhạt nhòa. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao xa,
đôi bàn tay xin đang vòng nhau nhẹ nhàng em muốn vai mềm để bình yên rằng còn hoang vắng rằng còn nhớ thương mơ hồ và sau cơn mong kia kia lạnh khi bóng đêm về dù là cơn mưa bão giá dù để chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong manh và vơi còn khéo khăn chán để khi tình gặp tới anh nhé dù đời này nằm kề bên em mưa sẽ tối dậy con đường xưa cũ dù là cơn mưa băng giá dù đây chờ là nỗi xót xa dù tình chỉ là mong manh Hello tất cả anh em, đây là anh trai ở tại Quảng Ngãi này. Hôm nay thì nói chung là ngày đầu năm, thì anh trai gọi như là người không phải là đặt hàng đầu tiên nhưng mà là khách hàng bên Huy giao hàng đầu tiên nha. Thì không biết là anh theo dõi bên em lâu chưa mà anh đặt cấu hình này ạ? Tầm hơn một tháng. Hơn một tháng à? Theo dõi hơn một tháng mà quyết định đặt luôn. Dạ, thế là hôm nay mà em lắp cho anh này, cũng đúng như dự kiến của anh đúng không? Là trong sáng ngày mùng 9 là phải lắp cho anh. Thì sau khi lắp xong á thì cũng có test thử ha. Thì em cũng hát này, anh trai vừa rồi cũng hát này và anh cũng hát cũng test thử, thì anh cảm nhận thấy sao? Bộ này chất âm nó thế nào? Thì tâm này cũng được tiếng cũng rõ. Tiếng được rõ ha. Dạ. Nó nói chung là so với khi mà mình xem trên video với lại là khi mà em ra thực tế ngày hôm nay này thì anh cảm nhận sao? Khi mà xem qua video với thực tế này thì cảm thấy máy cũng như dân ấy trong điện thoại video. À ok. Đây là cảm thấy hoàn là cũng nhiều như bệnh được quay video đó. À rồi rồi ok rồi, một lần nữa em cảm ơn anh nha. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn công việc luôn được thuận lợi. Và nếu mà có sự cố mà hoặc là cần hỗ trợ kỹ thuật thì cứ liên hệ trực tiếp bên em hỗ trợ cho mình nhá. Ok, em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ ok anh nhá. Dạ. Rồi anh em, vừa rồi thì nói chung là toàn bộ quá trình thì bên Huy cũng đã lắp đặt, cũng đã setup và test xong hoàn chỉnh nha. Rồi anh em nào mà quan tâm những cấu hình âm thanh thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên Huy nha. Và anh em nào mà cần mà ở khu vực Quảng Ngãi ấy, mà có nhu cầu mà cần đặt dàn âm thanh về cho thuê hát đám cưới thì có thể liên hệ trực tiếp. Anh mình ở đây là chỗ nào anh nhỉ? Ở đây là Sơn Dân, Sơn Bờ Rêu. Mình dàn nhạc tên gì anh? Có tên dàn nhạc chưa? Văn Sĩ. Văn Sĩ hả? Ok, rồi. Ok anh nhé. Rồi, hẹn gặp lại tất cả anh em vào những clip lần sau.